Hello cả nhà. Em mới nay bận việc quá, mấy chị thông cảm nha. Cứ tối tối chừng này mới xong việc. Để chắc phải chủ nhật á. Mai cũng lại bận cũng đi nữa, tối mới về. 8-9 giờ tối mới về rồi lật đật con cái rồi bán hàng không có chốt đơn được. Chủ nhật em chốt đơn nha cả nhà ơi. Thông cảm cho dâu nha. Hello chị Tuyền Kim. Hello Châu Ngân. Con vô ngủ đi con. Đi. Vô ngủ đi. Đang mệt mà đi vô ngủ đi. Đi mẹ nói cho ngoan. Giữa con mệt à? Hả? Đi rồi. Chữa con mệt à? Con nó không mệt. Đi mẹ coi này, tay nó nổi hạt này. Đi đây này. Đi mẹ coi, mẹ coi. Rồi đi vô nhà đi con. Đi vô nhà đi. Dạ chị ơi, đợi em chắc đầu tuần nha chị nha. Cái đơn cũng nặng á, sao mà nó cứ báo đang giao. Tự nhiên em kẹt mấy đơn. Em kẹt mấy đơn giao trễ thiệt luôn. Tuần 10 ngày. Không biết nữa. Coi được mặt phụng phiếu, phụng phiếu. Thôi lên. Sao ngủ bây giờ? Cả nhà ơi, cho vô xin một chấm tương tác nha. Chị dâu xin một chấm tương tác nha các chị ơi. Em xả khuya nha, like lộn xộn nha. Đầm sét rồi dày các kiểu. Đầm sét dày các kiểu nha. Chị nào muốn coi gì thì comment lên, em lên trước nha cả nhà.
vô xin 100 tương tác nha các chị ơi. Em có giày nha, giày nữ, giày nam, giày thể thao, giày cao gót, áo thun, áo kiểu, đầm xét. Em gửi rồi, đơn của chị, đơn này có giày với lại một cái gì á, hình như là một cái quần hay là một cái gì á nè, với lại một đôi giày em gửi rồi chị nha. Còn đơn cái giày này thì em chưa gửi. Đơn mới đây là em chưa gửi nha, em gửi đơn kia rồi. Bé ơi, form lửng như vậy á, thì chắc tầm chục cái á, nó được tới 4-5 kiểu nha. Còn cái mẫu có hình cô gái thì còn có một cái cuối cùng màu nu chị đang mặc like nè. Hello Ngọc Thủy, chị Dâu xin một like, một xe tương tác nha các chị ơi. Chấm like, xe like chim cho em với nha. Nè, quần Dâu mặc nè, Dâu đang mặc quần màu đỏ đô. Free size nha, có 2-3 cái, sale rẻ 69 ngàn. Quần quảng châu 2 da đẹp nha mấy chị. Em like, chị nào muốn coi hay coi lộn xộn hay là coi mẫu sao thì nói em lên nha. Em lên lộn xộn áo nha mấy chị. Dạ, em like lộn xộn nha. Cả nhà ơi, chấm like, xe like giúp em. Xem áo đang mặc còn có một cái cuối cùng mà. Áo đang mặc còn cái cuối cùng 130 nha. Áo Dâu đang mặc còn cái cuối cùng nha. Cái này là Dâu Dâu thắt vô cho nó nhìn nó điệu điệu thôi, chứ bình thường nó là form rộng nha. Áo như vậy là 130. Dâu còn có một cái cuối cùng thôi, mẫu này còn cái cuối cùng. Những kiểu như vậy thì Dâu còn mấy cái. Hàng đẹp lắm mấy chị nha, hàng Quảng Châu cao cấp mịn đẹp, người lớn hay trẻ con đều mặc được ha. Người lớn hay trẻ con đều mặc được cho Dâu nè. Đây Dâu còn có mấy cái đây ạ. Tầm chục cái. Hôm nay không quậy nữa nha. Chấm like lên giúp em nha. Nè, áo phong lượng em bán gần hết rồi, em còn có mấy cái thôi cả nhà ơi. Áo thun tay dài, dạ có chị ơi. Chân váy đen xòe có túi không chị Dâu? Size gì vậy Nguyễn Trang? Hello chị Sammy. Cả nhà ơi, chị nào muốn mua gì thì comment lên nha. Em sale nhiều á nha, áo thun form rộng, dấu quần hoặc form vừa em cũng sale nhiều. Áo thun tay dài em có nha chị Tuyền Trần. Áo thun tay dài em có chị em có hàng Quảng Châu nhưng mà em sale có 69 ngàn, đồng giá 69 ngàn, bao hàng xịn nha, hàng 3158 xịn, hàng 3158 đang bán hơn 100 ngàn á, xịn nha, hàng vải xịn sò, hàng vải loại một xịn luôn cho Dâu. Rồi áo Dâu đang mặc là hết luôn nha cả nhà. Áo Dâu đang mặc còn có một cái màu xanh nè. Áo thun tay dài em có nha mấy chị ơi. Chờ em xíu xíu đi, khách coi like không được. Kêu gửi hình này. Cho em xíu xíu em gửi hình cái. Xanh xanh nâu nè. Chị nào muốn coi gì comment em lên mẫu nha cả nhà ơi. Cái xanh luôn.
Ui, cái hình này ở đâu ta? Chị ơi, chị kiếm áo thun tay dài, áo nam hay áo nữ vậy? Comment rõ giúp em lên mẫu cho chị coi nha. Dạ, yêu cầu quần kaki nam vâng. Dạ không, áo nam em không có rồi chị. Rồi em lên mẫu nha. Vô lên mẫu, vô like lộn xộn cả nhà ơi. Dạ đồ chị em chưa đi nha. Áo nữ tay dài, em có hàng có cổ và hàng không cổ. Nhưng mà em không có form. Ủa chị kiếm form ôm hay form rộng vậy chị Tuyền Trần? Chị kiếm form ôm hay form rộng vậy chị ơi? Chị kiếm form ôm hay form rộng vậy chị ơi? Form ôm hay form rộng comment giúp em lên mẫu chị coi nha. Form ôm á. À rồi ok em lên mẫu nha cả nhà ơi, 10 giờ hơn rồi. Em sale lộn xộn thập cẩm nha. Có đen của mình có chưa dâu? Đen của mình có chưa làm sao ta? Form ôm hả? Form ôm em chỉ còn có hai cái thôi à. Áo tay dài form ôm em chỉ còn có hai cái đây thôi này chị. Hai cái màu nâu luôn. Nữ form ôm tay dài nha, em sale luôn nè. Cái này hàng này form đẹp lắm, em sale con này cho cả nhà 59 ngàn. 59 ngàn nha.
59.000 cả nhà ơi, áo form ôm nha, áo form ôm 59.000 cho dâu mã 1. Con này là mã 2, vạt bầu form ôm vạt bầu cho dâu mã 2. Hàng xịn cho em nha cả nhà. Co giãn thoải mái, hàng xịn cho dâu nha, vạt bầu con này lên form đẹp lắm nè. Form ôm nha mấy chị, form ôm. Áo tay dài em còn có 2 mẫu thôi à. Áo tay dài em còn có 2 mẫu đó thôi nha. Mã 1, mã 2 chị nào lấy thì comment cho dâu một cái nghe. Rồi em lên mẫu mày chị ơi. Em like lộn xộn thập cẩm nha. Áo dâu mặc là 130 nha. Hàng này là 130, người lớn trẻ con đều mặc được. Nha, ví đen của mình có chưa dâu? Dạ không có chị. Không có. Bé Nguyễn Nhung ơi, áo dâu mặc là 130 nha. Dâu có màu nè, còn có mấy cái à, hết rồi. Màu này là màu con này là màu nâu nha. Màu nâu nè, dâu đang mặc là màu da, con này là màu hồng. Người lớn trẻ con mặc đều đẹp đó, với lại màu xám nữa, còn có bốn màu là hết à. Dâu còn có bốn màu, màu bơ nữa. Màu bơ nữa còn có 5 màu. Da, bơ, xám, hồng và nâu nha. Da, bơ, xám, hồng và nâu. Mã này dâu còn có 5 màu thôi cả nha. Rồi con này cho dâu là mã đen nè. Con này còn một cái cuối cùng mã đen nha. Mã đen, mã đen mấy chị, còn một cái cuối cùng màu đen luôn. Hàng Quảng Châu nha, người lớn trẻ con mặc được, form rộng rãi thoải mái, hàng xịn, đường may cũng đẹp nữa. Chị nào lấy comment cho dâu con đó là mã đen nha, còn có một cái màu đen. Rồi con này cho dâu là mã mã chữ. Một cái cuối cùng hết sạch rồi. Hết màu, hết sạch luôn rồi cả nhà ơi. Chữ nha, form dễ mặc lắm luôn, form dễ mặc lắm. Chị nào lấy chữ chốt mã chữ nha. Rồi con này cho dâu là màu cam. Màu cam nha, chị nào lấy cam chốt mã cam nè. 130 nha, em còn có một cái cuối cùng màu cam. Mã 2 cho chị thiếp nè. Mã cam nha, chị nào lấy cam chốt cam, em còn mấy cái đó thôi. Tại vì dâu đang phối quần màu đỏ đó, tại bữa nay thích mặc màu đỏ. Chữ này mọi người phối màu che, da, trắng, màu da, màu đen lên cái quần á. Dễ thương luôn. Rồi em sale lộn xộn nha. Chị nào muốn sale mã nào thì comment nha. Không thì giờ em like áo lẻ không à. Quần lẻ, áo lẻ nha. Em có giày, có túi. Giày nam, giày nữ, giày cao gót, đồ nhiều mẫu lắm. Chị nào muốn hỏi gì thì cứ comment nha. Đơn của em chị dâu chưa đi gái ơi. Chị dâu chưa chốt nữa. Tại nhà đang nhiều đơn quá mà mấy nay dâu bận á. Mấy nay dâu bận, dâu... cứ bận 8-9 giờ tối mới xong việc. Như hôm nay là 9 giờ rưỡi mới xong việc luôn. Mới xong việc cái 10 giờ kém like luôn á. Mọi người thông cảm nha. Em còn dở nè. Em bán 45.000 10 đôi nha cả nhà. Người lớn hay trẻ con đều mang được nha. 45.000 10 đôi có màu xám với lại màu đen. Dễ thương lắm, đơn giản dễ thương nha. Nè, xịn sò luôn, nói chung là bền nữa. Em còn ít à. Chị nào lấy thì comment cho dâu nha. Combo 5 đôi thì 25.000, 10 đôi thì 45.000 nha. 5 đôi thì 25.000, 10 đôi thì 45.000 cho dâu cả nhà. Còn ít là màu xám với lại màu đen nha mấy chị. Mang giày thể thao nè, hoặc là mang ở nhà ngủ rồi vậy đó. Chị nào lấy thì comment cho dâu nha. Còn lẻ ít à. Còn lẻ lẻ em bán 45.000 nha, 45.000, 10 đôi 45.000, chị nào lấy thì comment cho dâu nha. Tất này là tất cổ ngắn. Tất cổ ngắn nha, còn hàng xuất Nhật em cũng có nữa. Hàng xuất Nhật như vậy nè, có màu xám, màu trắng nè. Mấy chị nha, một hàng xuất Nhật combo 5 đôi là 59.000. À 49.000. Combo 5 đôi như vậy là 49.000 nha, hàng xuất đi Nhật nha. Và dỡ da nữa. Dỡ da mình đi nắng á. Dỡ nữ như vậy nè, một set 10 đôi. Một set 10 đôi vô bán 65.000. Hàng xịn cho em nha. Một set 10 đôi giờ như vậy cho bạn 65.000. Chị nào lấy cho dâu mã set 10 nha. Set 10 thì 65.000. 5 đôi thì 35. 5 đôi thì 35, 10 đôi thì 65 nha cả nhà. Cho dâu xin một like, một share tương tác các chị ơi. Rồi. 1 2. Áo thun đẹp nè, form rộng này, dâu còn một con màu trắng nè ta, đúng rồi. Con này dâu còn màu trắng này cả nhà, màu trắng với lại màu xám nha. Chấm like, share like lên cho em với mấy chị ơi. Hàng Quảng Châu cả nhà coi kỹ giùm em nha, bao hàng Quảng Châu xịn nè. Mấy chị thấy không? Mướt lắm, em sale 59.000 form rộng dấu quần. Nam nữ mặc được nha cả nhà. Nè áo tin nè, vải đẹp luôn.
Vải đẹp luôn, nam nữ mặc đẹp cho em nha. Nè, bữa nay dâu đi hàng cao cấp không à, tại vì em bán rẻ chứ hàng này người ta cũng bán hơn 100.000 rồi. Hàng này người ta cũng bán hơn 100.000 rồi nè, cả nhà coi nè. Đường may nó may rất là kỹ nha. Nó viền nó viền vải cho mình hết à. Mịn lắm, dâu có màu trắng với lại màu xám nha. Nặng tay mịn xịn, nặng tay người lớn trẻ con nam nữ mặc được hết cho em. Người lớn trẻ con nam nữ định mặc được. Ok la cho dâu nghe. Hàng xịn luôn á cả nhà. Hàng bao xịn luôn, em sale 59.000 thôi, có hai màu nha, trắng với xám. Trắng với xám free size. Chị nào lấy màu nào chốt giùm em cái. Đây form rộng thoải mái nha, vô sale 59.000. Sale 59.000 áo Quảng Châu nha, có hai màu trắng xám. Chị nào lấy màu nào comment giúp em. Trắng xám chị nào lấy màu nào chốt giúp em cái. Giờ em tiếp mẫu. Con này em còn có một cái à. Chị nào lấy sọc chốt mã sọc nha, hoan hỷ 49.000 đi. Dễ thương mà, áo Quảng Châu nha. Toàn bộ là hàng Quảng Châu hết mấy chị ơi. Đây. Đây là áo kiểu nha, rồi cho vô mã sọc đi em để 49.000. Sọc 49 giùm em nha, sọc 49 nè. Áo bánh bèo. Áo bánh bèo tiểu thư nha, sọc 49.000. Tay bồng nhẹ. Chị nào lấy comment đi vô con này là mã sọc. Áo kiểu sọc. Chị nào lấy thì comment cho dâu nha cả nhà. Sọc 49.000, chị nào lấy sọc chốt mã sọc giúp em. Đen hả? Sọc sọc chị nào lấy sọc chốt mã sọc giùm em nghe. Con này em còn em like hàng em xạ lẻ mẫu lẻ size nha mấy chị, em xạ lẻ mẫu lẻ size, mọi người chấm like lên giúp em cái, chấm like share like giúp dấu một cái. Áo này dấu sale 30.000 free size hàng Quảng Châu này. Xỉ 100.000 luôn á, vì vải nó đẹp lắm mấy chị, coi hàng cao cấp nè. Hàng cao cấp cho dâu nha. Đường may là nó bọc kỹ như vậy nè chứ nó không có phải vắt sổ ha. Nó bọc kỹ như vậy chứ không phải vắt sổ đâu con này, nó là dạng có tay á. Nó là có tay con như vậy nè. Vải cực đẹp luôn. Trời ơi, chị nào mà mua cái áo này thì dâu nói thiệt 39.000 bao đã luôn á. Không phải xác nách nha, nó mặc có tay như vậy nha cả nhà. Dạng tăng tốp á, em bạn con này 39.000 này, còn chắc một hai cái gì thôi, sale 39.000 hàng xịn luôn. Mức cực kỳ luôn, chị nào bạn hàng là biết lấy vô là xịn 100.000 á. Vải đẹp luôn nha, đường may kỹ càng xịn sò rồi, cam 39.000. Ok bé Kimon nè. Chị nào lấy cam chốt cam nha, còn một hai cái thôi, em xe bảo thun nha cả nhà. Xe bảo thun áo kiểu các thứ lên cho nó gọn gọn cái. Nó còn lẻ lẻ em xe rẻ. 39.000 áo đẹp lắm, cam đoan cả nhà, không ai mà mấy chị 39.000 chị mua được áo xưởng thôi. Áo xưởng thôi chứ không mua được hàng Quảng Châu xịn như vậy cho em đâu nha. 39.000 hàng có tay á, chị nào lấy thì comment cho dâu. Mã cam em còn á, chị nào lấy thì comment nha. Cam cho chị bằng lăng một cái nè. Em xả áo thun các thứ nha cả nhà. Cam hả? Coi đây còn không? Ok, một cái cuối cùng là hết nè. Con này em còn có một cái cuối này, sale cho mọi người 39.000 màu đỏ nha. Hết cam rồi chị Sammy ơi, cam qua mẫu khác nha, hàng vải đẹp lắm. Em có mẫu khác cũng xịn nữa, cũng màu cam luôn. Chờ em lên mẫu khác cho cả nhà. Rồi đỏ này 39.000 hàng Quảng Châu, yên tâm nha, hàng em treo shop có mọi người thấy không? Hàng em treo shop nha. Nói chung là 39.000 thì quá rẻ rồi. 39.000 một bé áo như vậy thì quá rẻ luôn mấy chị ha. À chưa nha Bella ơi, đơn của em chị dâu chưa đi nha.
Đơn em chị dâu chưa đi bé ơi, cam em hết nha, cam của chị Bằng Lăng. Rồi dâu có một con màu đỏ, chị nào lấy đỏ comment mã đỏ. Năm ngoái tầm này là bán uống viên uống trắng da, đẹp da, collagen các thứ rồi trời ơi. Mỹ phẩm không, thạch thải eo giảm mỡ đồ ha. Năm nay quần quần áo áo không mà nó cuốn cuốn. Nó cuốn mình toàn like quần áo áo không à. Chị nào lấy đỏ comment mã đỏ nha, hàng bao đẹp chưa? Hàng bao đẹp cho dâu nha cả nhà. Đây sale 39.000. Sale 39.000 nha, chị nào lấy đỏ comment mã đỏ này, mấy áo này người lớn trẻ con đều mặc được. Nam nữ đều mặc được nha. Chị nào lấy cho dâu con này là mã đỏ. Đỏ 39.000. Đây nè, áo cam Quảng Châu này cho dâu con này là mã 1 nha. Hàng xịn luôn. Hàng xịn Quảng Châu xịn nha, 39.000 cho dâu mã 1. Mã 1 giúp em nha, mã 1 nè cả nhà, con này còn mấy cái. Cũng còn mấy cái đó, mấy chị coi nè. Đó, thấy chưa? Cùng một thương hiệu giống như cái cam kia, đường may nó làm kỹ lắm mấy chị nhìn nè. Chứ nha. Nhiều khi cả nhà mua hàng tiền trăm nó còn không có làm kỹ như vậy luôn, mọi người thấy hàng em sale 39.000 chưa? Ok la không? Nha, cổ V chỗ áo đẹp lắm luôn á Kim Oanh. Đó mọi người thấy không, cổ V nha. Nó có tay con nhẹ nhẹ như vậy nè. Chị nào lấy comment cho dâu con này là mã 1. Mã 1 giúp em nha mấy chị. Đó mã 1 giùm dâu nha. Mã 1, mã 1. Mã 1 giúp em nha, 39.000. Cho chị Sammy hả, chị lấy mã 1 đúng không? Mọi người comment cho dâu mã 1 nha. Free size, áo thun là free size cho em nha mấy chị ơi. Rồi áo thun bữa nay sale dưới 50.000 chắc hả, điên luôn. Bao rẻ bao xịn luôn. Chị nào lấy comment cho dâu con này là mã 1 nha, mã 1 giúp em. Còn mấy cái nè. Chị nào lấy cho dâu con này là mã 1 nha cả nhà, free size, mặc thả mặc đóng thùng gì cũng được hết à. Mã 1 cho dâu nha. Rồi con này là mã sọc đi, em có sọc đen với lại sọc trắng này, 39.000. Trời ơi giặt thoải mái luôn á. Nhăn chỗ nào tặng, nhăn cái nào tặng cái đó. Thiệt, hàng mịn, vải đẹp cho dâu nha. Free size, người lớn trẻ con mặc được nè. Dâu con này là mã sọc đen, sọc trắng. Sọc đen, sọc trắng rồi sale 39.000. Chị nào lấy màu nào chốt. Trời ơi, mấy chị ơi, nhận cái áo mà không tin 39.000 luôn. Thề luôn á, hàng Quảng Châu cho dâu nha. Chuẩn hàng Quảng Châu cho dâu, nhận cái áo mà không tin 39.000. Ok chưa, 39.000 em có sọc đen với sọc trắng. Chị nào lấy thì comment cho dâu nè. Hàng của Recomix nha, vải mịn lắm luôn á, mát rượi. Chú ơi, mát rượi luôn. Trang thợ dạ, đơn của chị em gửi rồi, chị chưa nhận được hả chị? Đơn của chị em gửi rồi. Sọc nha, 39.000 vô cả. Con này là sọc đen nè, con này là sọc trắng. Chị nào lấy sọc màu nào, chốt sọc kèm màu giúp em ha. Sọc đen, sọc trắng, 39.000. Dạ, để mai em kiểm tra. Con này vô còn... Em nói thiệt, cái áo này bán 29.000. Chị Sammy lấy con này đi, 29.000. Trời ơi, sỉ 95.000 á. Sỉ 95.000 luôn đó. Em còn có 2-3 cái em sale cho cả nhà 29.000. Nó đẹp gấp mấy lần thun lạnh. Mọi người coi thun của nó này, dày dặn mướt rượt luôn á. Mặc ở nhà, mặc ngủ, mặc vòng vòng đi chơi cũng lịch sự luôn. Form rộng dấu quần cho em nha. Form rộng rãi thoải mái, dấu quần free size, bao nhiêu cân cũng vừa hết nè. Hàng xịn luôn cho dâu nha, bán 29.000 cả nhà. 29.000 một em áo này nha. Mặc ở nhà mặc ngủ đều được à. Vải đẹp hơn cả, đẹp gấp mấy lần hàng thun lạnh đó cả nhà. Nặng tay xịn, không có một cái nếp gấp nào luôn á. Không hề có một nếp nhăn nào luôn nha. Nói chung là hàng rất là xịn luôn mấy chế. Hàng cực xịn luôn nha em, bạn 29.000. Chị nào lấy cho dâu con này là mã bơ đi. Bơ 29 hoặc là mã 29. Chốt cho em mã 29 nha. Chốt mã 29 giúp em nha, Bella nè. Mã 29 giúp em nha cả nhà. Mã 29 nha, chị nào lấy mã 29 chốt mã 29 này em còn. Không xịt như hàng mấy chị mua cả 100.000 trả lại em. Thôi tặng luôn khỏi trả. Nha, không xịt như hàng mấy chị mua tầm trăm mấy ấy.
chứ không phải là hàng mấy chục đâu. Lưu ý kỹ giùm em nha, không xịn như hàng mấy chị mua trăm mấy thì trả là em tặng cả nhà luôn. 29.000, em còn hai cái, chị nào lấy comment cho giao mã xanh hoặc là mã 29 nha, mã xanh hoặc là mã 29. Quần dạ váy size lớn em có nè. Rồi con này là hàng cực xịn, không xịn tặng mấy chị luôn. Hoan hỷ con này cho mấy chị nha, 39.000 luôn đi. Hoan hỷ 39.000 nha. Em nói thì cái này chị nào nhận luôn bắt buộc cũng phải ưng hết á. Đường may nè, vải mướt lắm, đẹp hơn vải thái nữa mà. Đẹp hơn thun thái, cầm nặng tay mịn hơn thun thái. Đường may là nó viền kỹ hết cho mình nha, chứ không phải hàng vắt sổ đâu, đường may là viền kỹ như vậy cho mình nè. Ok chưa, chị nào lấy đỏ comment mã đỏ nha. Em còn có mấy cái em sale cho cả nhà 39.000. Hàng xịn cho em nha. Cầm cái áo lên á, 39.000 là cam đoan mấy chị ưng. Cầm cái áo lên 39.000 là cam đoan cả nhà ưng, người lớn hay trẻ con đều mặc được nha. Người lớn trẻ con đều mặc được mã này cho dâu con này là mã đỏ. Mã đỏ giúp em ha. Đỏ 39.000 đây nè, đựng ở trong túi như vậy nè. Đựng ở trong túi túi zip hàng Quảng Châu nha. Đựng ở trong túi zip hàng Quảng Châu xịn như vậy cho em nè. Em còn mấy cái sale 39.000, chị nào lấy thì comment cho em. Mã đỏ nha mọi người, mã đỏ giùm em. Đỏ nha, Sammy. Trời ơi, chị bữa nay hút áo thun là hợp lý luôn. Bữa nay hút áo thun là xuất sắc luôn. Không, toàn áo Quảng Châu xịn, em sale 39.000 á nha, vải mướt. Vải mướt nha, hello anh Nguyễn nè. Rồi bữa nay vô săn áo thun nè, áo thun 39.000, túi zip xịn như vậy luôn cho dâu này cả nhà thấy không? Ok nha, chị còn đơn nào em chưa gửi không em? Dạ hết rồi chị, đơn nào em cũng gửi rồi. Đỏ cho Nguyễn Hiếu, Nguyễn Hiếu ơi, khách mới lên số điện thoại địa chỉ giùm em. Mọi người sale live stream nha, em sale rẻ, sale lỗ rồi mấy chị. Trời ơi, mấy em nói thiệt, mấy chị đi lấy hàng xưởng thôi ạ. Lấy sỉ hàng xưởng nó còn không có giá này á. Em cam kết hàng Quảng Châu luôn, túi zip cho em như vậy nè. Nha, chậm like, sale live giúp dâu rồi chị nào lấy bơ, chốt mã bơ. Chị Nguyễn Hiếu ơi, lên địa chỉ giúp em cái. Bao hàng xịn nha, áo bơ nè. Đẹp không? Đẹp chưa? Mướt mịn nè, cả nhà coi nè, mướt mịn lắm, vải mát rượi à. Mướt mịn cho dâu, hàng Quảng Châu túi zip nha. Hàng Quảng Châu túi zip như vậy cho dâu nha. Rồi mã bơ đi cả nhà, còn vài con sale luôn nè. Bơ ha, chị nào lấy bơ chút bơ. Bơ bơ bơ, mấy chị ơi bơ giùm em xanh bơ. Trời ơi, mua 10 cái có 370.000, em nói thiệt. Rẻ kinh khủng rẻ, chị nào đi lấy sỉ hàng Quảng Châu còn không được giá này luôn á. Em còn lẻ mẫu lẻ size em sale rẻ nha. Em còn lẻ mẫu lẻ size em sale rẻ 39.000 cả nhà. Ok, rồi bơ nha, chị nào lấy bơ chốt mã bơ rồi em có rêu nữa nè. Đó, rêu nha, chị nào lấy rêu chốt mã rêu. Áo form vừa, đúng rồi, con này là form vừa, form rộng vừa chứ nó không giấu quần. Con này là form rộng vừa, free size nhưng mà form rộng vừa chứ không giấu quần nha gái. Chị nào lấy rêu chốt rêu cho dâu nè, cưng ha. 39.000, mặc ở nhà, mặc đi chơi rồi được hết trơn mà. Đâu ai nghĩ cái áo 39.000 đâu. Nè mấy chị phối quần các kiểu vô, đó thấy chưa, thấy không, dễ thương không? Đi chơi đồ lịch sự luôn. Hàng đẹp luôn, tại vì em bán rẻ, em lẻ mẫu lẻ size em sale rẻ cho mấy chế. Nha, lẻ mẫu lẻ size em sale rẻ cho cả nhà chứ không phải là hàng rẻ tiền. Ok la chưa? Nói chung là 39.000 một cái này thì nó quá rẻ luôn á. Quá rẻ, quá rẻ. Ok, rêu này. Còn một con rêu XA, con này còn sót một con hồng này. Đây. Em còn một con màu hồng nha, chị nào lấy hồng chốt hồng nè, em hồng 39.000. Rêu cho chị Quyên Nguyễn nè. Em còn hồng 39 nha, chị nào lấy hồng comment mã hồng cho em. Còn một cái cuối cùng quá. Chị nào lấy hồng chốt mã hồng mọi người ơi. Chấm like share like giúp em nha. Em hết rêu rồi chị Bằng Lăng ơi, hết rêu rồi. Hết rêu nha. Rêu của chị Quyên Nguyễn rồi. Ủa chị Nguyễn Hiếu ơi, lên số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Đâu rồi?
màu đỏ của Nguyễn Hiếu này, để rêu ra. Rêu chị không có, rêu chị không có nha. Form A, form A là form sao? Áo thun form A hả? Ủa tôi không biết áo thun form A là form gì luôn. Áo thun form A là ở trên ôm ở dưới A rồi hả? Tôi lần đầu tiên tôi nghe áo thun form A luôn á. Chị nghe áo thun form không. Áo thun form A là ở trên ôm còn ở dưới nó xè. Ở dưới nó, ở dưới nó A ra hả? Chưa nghe áo thun form A. Có full form bờ. Đi vô. À không, form A không có, form nó hỏi có form bờ không? Lớp 1 là form A có form bờ có không kìa. Bọn này nó hỏi nhiều câu không, không mình không biết trả lời. Mình phải thua nó không biết trả lời. Đây nha, chị nào lấy hồng comment mã hồng cho dâu nè, xin chưa? Chị em nói mặc đóng thùng hay thả đều dễ thương hết á cả nhà, dễ phối đồ mà. Nha, còn con cả em xe 39.000, chị nào lấy hồng chốt mã hồng. Xô, đi vô ngủ. Mẹ nói lần cuối nha. Mẹ nói lần cuối nha. Đó nè, mày chị coi nè. Sĩ 95.000 nè, hàng Quảng Châu, áo kiểu vải đẹp nha. Ha ha, xô dễ thương. Nay ông muốn tóc nữa chữ đẹp trai quá nè. Áo thun lúc trước em hay mua đó, áo thun lúc trước là form áo thun lúc trước em mua là form form ôm thôi, form ôm form bình thường thôi chứ đâu phải form A đâu. Form ôm form bình thường chứ không phải form A nha, chị dâu có nhưng mà không có hàng sale bé ơi, chỉ có hàng trăm mấy thôi, trăm rưỡi. Mẹ bữa nay nhiều áo thun lắm, áo thun form lửng rồi form crop rồi form à có form này rẻ đẹp nè. Dâu còn mấy cái rồi nè, còn mấy cái trên tay luôn nè. Ui cái mã này đẹp lắm luôn nè. Form đây nè bé, hàng của 787 á, giờ bán có 89.000 thôi. Sale 89.000 hàng 787 nè. Được hai mã. Em kiếm hàng đẹp nhưng mà rẻ đúng không? Còn hàng đẹp mà cao cấp nữa, tại vì mẫu nó là mẫu dạng như là mẫu mới rồi lạ nữa. Đây, hàng 787 nó như vậy nè. Áo thun lúc trước em hay mua nè, hàng 787 nha. Nặng lắm luôn. Trời ơi, dâu nói thì cầm cái áo này đáng đồng tiền ghê không? Cầm cái áo siêu đáng đồng tiền luôn, dâu có màu hồng. Con này là màu hồng nha mấy chị. Em còn có mấy cái là hết nè. Hàng này không có like mà hàng này em treo shop á. Em treo shop và khách mua gần hết rồi. Con này cam riêng, con này là chị nào mà vai bự, bụng bự, mặc con này che. Cam đoan luôn, hàng 787 chị nào mua cái vạt bầu là biết rồi nha. Con này là vạt hơi bầu thôi, con này là vạt thẳng. Ủa, con này là vạt thẳng. Cùng form với con vạt bầu hôm bữa em bán á. Yên tâm nha cả nhà. Bụng bự, vai ngang là mặc vô con này là che được những cái khuyết điểm đó. Em bạn còn có ba màu à, màu trắng, màu hồng, màu đen. Màu trắng nè. Con này là màu trắng, vải dày lắm. Nghĩ mà cầm cái đầm không á, nhưng mà nó co giãn, nó thấm hút mồ hôi và nó lên form đẹp nha. Vải dày dặn, cầm áo nặng tay lắm cả nhà. Con màu trắng, màu hồng và lại màu đen nha. Màu vàng nữa. À không, ba màu à, trắng, đen, hồng à. 89.000 hàng 787 nha, chị nào lấy màu nào? Chị nào lấy màu nào chốt nha. Con này là form vừa nha, Anna Nguyễn nè. Form này là em hồi đợt em hay lấy nè, form này là form vừa này. Con này là form vừa, co giãn thoải mái nha mấy chị. Dày dặn, co giãn thoải mái. Nhưng mà nó là hơi body nhẹ thôi. Nói chung là nó là form ôm vừa. Form ôm á cả nhà. Với lại hàng cổ con này còn có một cái. Con này thì form quá đẹp luôn. Em còn có một cái em sale cho cả nhà 75.000 nha. Con này còn một cái cuối cùng. Cho dâu mã trắng nha, 75.000. Sale 75.000. Rồi áo cổ. Form đẹp lắm nè. Áo cổ cho dâu nha, 85.000. Dâu có màu đen nè. Con này là màu vàng nè, màu trắng nè, màu xanh nè, với con này là màu ngọc. 85.000 nha, chị nào lấy thì comment đi giao hàng ha. 787 787 trên. Rồi để lên hàng sale tiếp nè. Con này còn có một cái cho nó theo bày luôn. Hàng Quảng Châu nha mọi người ơi. Hàng Quảng Châu giúp em hết nha. Mấy chị thấy dâu cho dâu xin chậm tương tác với cả nhà. Rồi con này em còn cái màu hồng. Hàng sexy gợi cảm nhưng mà vải đẹp á, hàng Quảng Châu nha, hoan hỷ 49.000 đi.
Hàng này chị nào bán hàng là lấy sỉ vô tầm 85 ngàn, hàng Quảng Châu cho em nha. Em còn có một cái bán 49 ngàn một cái thôi. Vải đẹp, giặt thoải mái, không nhão, ok chưa? Rồi sale 49 ngàn, chị nào lấy hồng chốt mã hồng, có dạng nhiều. Hàng Quảng Châu nha, thun Quảng Châu, vải mịn đẹp nè, áo thun kiểu á. Hồng cho chị Nguyên Nguyễn nè. Ui vải đẹp lắm á chị ơi, lên form đẹp nữa. Đây em có mã này em sale cho mọi chị luôn. Form crop em cũng có nè, form crop chất đúng xịn luôn á, chất rất xịn luôn cả nhà. Form đúng xịn sò luôn á. Nha, nó là dạng gân gân đẹp hơn cả len luôn. Em sale 49 ngàn cho dâu con này là mã sọc nè. Chất đẹp lắm nha, chị nào lấy thì comment cho dâu con này là mã. Comment cho dâu con này là mã sọc đi mấy chị. Comment cho dâu con này là mã sọc nha, hàng co giãn form lửng này, free size luôn. Người lớn hay trẻ con đều mặc được luôn á nha. Chị nào lấy sọc comment mã sọc giúp em. Sọc nha, em sale 49 ngàn, chị nào lấy sọc chốt mã sọc. Hết hồng rồi Kim Anh ơi, chị dâu hết hồng rồi. Để coi còn sót con nào không, chị dâu để cho nha. Còn sót con nào dâu để cho. Hàng 787 em có mã này. Ui con này dễ thương lắm, đen còn có một cái, màu xanh thì còn hai ba cái, mấy chị nhìn thấy có nếp gấp không? Thậm chí mọi người khui ở trong bọc ra, khui mới ra, em gửi hàng cho cả nhà mọi người khui ra cũng không thấy cái nếp gấp nào. Cái vải này nó không có nhăn được. Nha, mướt lắm luôn cả nhà, thun nha. Thun mà dạng nó làm như là kiểu thêu á, thêu thêu 3D như vậy nè. Rồi hàng 787 cho dâu nha, hoan hỷ cho cả nhà áo này nha, 59 ngàn. Hơi bị xinh luôn. Hàng xịn lắm luôn á, chị nào lấy comment cho dâu free size nha. Màu nào cũng dễ thương, màu đen em còn có một cái à. Hết màu rồi, đen còn cái, xanh chắc còn còn một hoặc hai cái. Rồi hoan hỷ sale con này 59 ngàn, chị nào lấy màu nào chốt giùm em nha, free size. Áo thun form vừa co giãn free size. Chị nào lấy thì comment cho dâu nha, mã xanh hoặc là mã đen. Xanh với đen giúp em. Rồi đây nè, áo kiểu khui ra mà cứ. Con này dâu còn có một cái thôi mấy chị ơi. Không, để em coi thử còn. Trong đây em có một áo khoác hồng nè. Áo khoác thêu nha. Áo khoác hồng thêu nha cả nhà, vải nó như kiểu vải gì? U mì hả? Như kiểu u mì á. Cỡ 56 cân, 55 56 cân quay đầu. 55 56 cân quay đầu nha, rồi hoan hỷ cho cả nhà nhiêu 59 ngàn đi ha. Hoan hỷ áo này 59 ngàn hàng thêu nha. Vải như kiểu u mì á mấy chị. Rồi cho dâu con này là mã khoác hồng nha. Khoác hồng em có một cái à, hoan hỷ 59 ngàn nha. Rẻ chưa? Một cái thôi, chị nào lấy thì comment đi vô mã khoác hồng nha. Khoác hồng một cái thôi em sale 59 ngàn, chị nào lấy khoác chốt khoác nè. Đây áo khoác có nón, vải u mì. Hàng thêu nha, áo khoác có nón này, vải u mì. Rồi chị nào lấy khoác chốt khoác cho dâu nha, có túi. Rồi khoác nha, khoác hồng. Free size cỡ 55 56 cân đổ về. Chị nào lấy khoác chốt khoác giúp em ha. Khoác ok. Quá chị rẻ. Quá chị rẻ luôn. Áo này em còn hai màu áo Quảng Châu nha. Cả nhà coi nè. Bao chất đẹp nha, free size áo Quảng Châu áo kiểu. Bao chất đẹp cho mấy chị, em sale 39 ngàn. Em sale 39 ngàn nha, chị nào lấy thì comment cho dâu một cái đi cả nhà. Dâu có màu rêu với lại màu vàng. Hàng xịn nha, mấy chị ơi hàng xịn cho em. Mặc thả mặc đóng thùng gì cũng dễ thương hết á. Bao hàng xịn nha. An ơi, đi vô nhà ngủ đi. Em có màu rêu với lại màu vàng nha, vải đẹp lắm mấy chị ơi. Vải đẹp lắm nha. Áo kiểu Quảng Châu thì mấy chị không phải lo về chất rồi ha. Áo kiểu Quảng Châu này mịn mượt này, giặt máy không có nhăn. Thoải mái luôn cho dâu nha, khỏi sợ xù.
Chị nào lấy màu nào chốt giùm em nha, em còn hai cái hai màu xe 39 ngàn. Màu vàng với lại màu rêu ha. Xe 39 ngàn vải nặng tay mịn mượt đẹp. Mát rượi luôn, xe 39 ngàn ha. ống lượn hoài luôn. 39 ngàn nha, chị nào lấy thì comment cho dâu. Hàng đẹp cho em nha. Hàng đẹp mấy chị ơi. Ôi áo này em có size S nè. Áo này có size S thôi, chị nào size S thì lấy nha, em để 39 ngàn đi. Xinh mà. Áo Quảng Châu, áo cổ Quảng Châu vải đẹp mấy chị yên tâm nghe. Áo cổ Quảng Châu vải đẹp nè, cho nhận cái áo không nghỉ 39 ngàn luôn ha. Size S nha, nhận cái áo không nghỉ 39 ngàn luôn á mấy chị. Phối những với lại những cái quần, những chân váy mà tông sang sang là tự nhiên nhìn cái set đồ nó sang liền à. Không có nghỉ áo này 39 ngàn luôn, vải nó đẹp mà. Chị nào lấy thì comment nha, size S thì lấy ha cả nhà. Size S thì lấy nha, em bán 39 ngàn còn còn đúng hai cái size S luôn á. Hai cái set bán 39 ngàn. Áo kiểu nè. Mấy áo này là thiệt sự luôn, không ai mấy chị không có mua được mấy chục đâu. Em hoan hỷ con này, chị nào lấy được là chị đó sướng nè, 65 ngàn. Không bao giờ mà mua dưới 100 ngàn nổi luôn á. Áo Quảng Châu hàng xịn cho dâu nha, mướt lắm luôn nè. Em sell 65 ngàn free size. Cho dâu con này là mã 1 đi. Mã 1 nha, áo kiểu còn có mấy cái mấy mẫu à. Áo kiểu bán hết sạch luôn, giờ còn có mấy mẫu à, sale rẻ cho mấy chị nè. 65 ngàn nha, chị nào lấy cho dâu con này là mã 1 nè. Mã 1, 65, 39 là mã nào vậy chế? 39 là mã sọc đây á hả? 39 size S là chị lấy mã sọc lấy cho ai hả? Hay là 39 mã vàng, mã rêu? Con này là sọc nha, nhưng mà nó là size S nha chị nha. Áo thun cổ. Chị lấy 39 là mã nào vậy chị? Em lấy vàng với rêu, ok. 39 ngàn một con áo kiểu bao xịn. Bao hàng xịn đẹp cả nhà ơi. Rồi. Dạ ok chị nè. Ok chị. Rồi con này em có màu hồng nè. Ủa sao nó mở cúc ra không vậy? Trời ơi, em nói thiệt bà, áo này rẻ cho cả nhà chứ áo này nhận hàng 39 ngàn chắc mấy chị ngất luôn á. Áo này bình thường bán ra khoảng cỡ 160-180 á. Vô cả màu màu hồng nè. Em còn màu hồng với màu xanh. Mày chị thấy không nè, giá sỉ là 115 ngàn nè, sỉ 115 nè. Đây. Em có màu hồng với màu xanh, vải cực mướt luôn, hàng Quảng Châu, vải siêu mượt nha, sale 39 ngàn. Form rộng, form suông rộng thoải mái, form tiểu thư á, cưng lắm, vải đẹp ghê luôn. Sale 39 ngàn nha, sale 39 ngàn nha cả nhà. Cổ trụ tay bồng dài, form này chị nào cao thì bình thường, nhưng mà chị nào lùng lùng thì mặc thành áo form. Nó cũng chắc nó không giấu quần được đâu cả nhà. Ý là form hơi dài nhẹ nhàng tiểu thư này. Mặc đóng thùng cũng được, mặc thả cũng được, mặc thắt cái beo vô cũng được luôn. Xanh là chị Quyên Nguyễn này, 39 ngàn hàng rẻ không. Dứt nguyên hai màu đi chị. Em còn hồng nha. Xịn, cực kỳ xịn luôn cho dâu mấy chị. Chuẩn hàng Quảng Châu, đẹp như hàng mấy chị ra ngoài mua trăm mấy á nha. Cam kết là hàng xịn vậy nha. Em còn lẻ size như vậy em sale luôn cho mấy chị nè. Em còn hồng nha cả nhà. Hồng cho Bella nè. Áo nhiêu ký em vừa nha chị Huỳnh Kim. Bao em vừa, áo kiểu này không vừa chị dâu tặng em luôn. Nha. Bao vừa nha gái, áo kiểu là free size. 60 ký bao vừa nha. Rồi dâu còn một hồng, chị nào lấy hồng chốt mã hồng mấy chị ơi. Chị nào lấy hồng comment mã hồng cho em cả nha. 60 ký dâu bao vừa, dâu còn cái hồng nè. Đó. Giá sỉ 115 ngàn nè. Giá sỉ 115 ngàn, vải đẹp nha. Vải đẹp, bao vải đẹp cho dâu áo tiểu thư. Mấy chị mặc đóng thùng, mặc thả mà mặc đi chơi cũng đẹp nữa. Mặc đi chơi quá xuất sắc rồi. Với lại em thề luôn nha, mấy chị nhận hàng mà nói mua con này 100 ngàn đổ về, mọi người còn thể rẻ chứ đừng nói 39 ngàn. Vì không ai có giá như vậy để bán 39 ngàn á.
Cam đoan với chị luôn nha, em còn một cây hồng này, chị nào lấy hồng chốt mã hồng giùm dâu nha. Màu ngoài nó cũng lợt à, màu hồng lợt mà đâu phải hồng đậm đâu. Hồng này nó cũng dịu nha. Rồi dâu còn một cây hồng, chị nào lấy hồng chốt mã hồng giúp em. Hồng cho chị Quyên Nguyễn luôn, ok chế. Nè, con rêu xuất sắc nè, sale 49 ngàn rêu tiểu thư nha. Hơi bị đẹp luôn, hơi bị xịn sò luôn, free size nha, áo kiểu là free size hết mấy chế. À, em bán hết mẫu rồi, trời ơi, bốc được có 1.000 cái. Áo kiểu không mà bốc 1.000 cái á. Bởi vậy nó sale 1.000 cái, nó mới có giá, mấy hôm em bán cho cả nhà 7-80 á, mới có giá rẻ, còn bữa nay mà sale dưới 50.000 là nó là sale lỗ luôn rồi đó. Rồi mã rêu cho dâu nha, rêu tiểu thư này em còn có 1 cái cuối cùng sale 49 ngàn. Rêu tiểu thư còn một cái cuối cùng, hàng đẹp nha. Hàng đẹp cho dâu nha, hàng Quảng Châu xịn đẹp hết á. Nè, cổ của nó nè, dễ thương chưa? Đó, rêu nha, rêu có cổ nè. Áo tiểu thư á, chị nào lấy rêu chốt mã rêu nha. Đi chơi, đi làm được nè, đóng thùng hay thả hay mặc kiểu gì cũng được hết. Rồi em sale 49 ngàn nha, chị nào lấy rêu chốt mã rêu. Rêu rêu rêu. Chị Nguyễn Hiếu ơi, em không gọi chốt đơn nha. Chị nãy em không thể chị cho địa chỉ. Chị Nguyễn Hiếu ơi, cho địa chỉ đi rồi em mới chốt đơn được chị ơi. Em có số điện thoại của chị rồi, chị cho em địa chỉ nữa đi chị ơi. Không thì em để chị xa mì nha. Cho em địa chỉ cái chế. Ơi áo cổ này, trời dâu nó con này đẹp lắm á. Kimon dứt đi. Để 49 ngàn luôn nha, nhận hàng xịn quá luôn á. Nhận hàng cực xịn luôn vậy. Ai nhận con này cũng ưng hết vậy, nó quá đẹp, màu nó cũng sang nữa chứ. Màu sang mà chứ, dâu con này là mã nâu nha. Nâu cổ còn có 1 cái cuối cùng. Nâu cổ còn một cái cuối. Ok, 49 ngàn. Nâu cổ. Đẹp lắm bà chế ơi, áo thun xịn lắm. Nâu em hết rồi. Nâu em hết nè, áo xanh 787 nè. Rồi em hoan hỉ cho cả nhà con này nha, 45 ngàn. Xanh 787 nha, hàng co giãn nè. Em hết nâu rồi nha, xanh 787 hàng co giãn free size nha, này co giãn tới 6 mấy ký luôn á. Form body nhưng mà co giãn tới 6, khoảng cỡ 5 mấy 60 cân đổ về mặt đẹp cả nhà. Nha em sale 45 ngàn, chị nào lấy cho dâu con này là mã xanh đi. Xanh có vàng có hồng nữa, con này có 3 màu này. Xanh vàng hồng. Sale 45 ngàn. Đây 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 đây. Màu xinh chưa? Xanh vàng hồng nha, chị nào lấy màu nào chốt giúp em đi, em sale 45 ngàn. 45 ngàn mấy chị ơi, 45 ngàn cho em nha. Vải mịn mượt đẹp 45 ngàn. Nè. Con này, hàng này là em nói cả nhà nghe nha. Hàng này là hàng kaki Quảng Châu, kaki mềm, chuyên may áo kiểu dòng cao cấp, nên là dòng này chị nào đi ra ngoài em cam đoan luôn mua dưới 100 ngàn khó lắm. Như em lấy sỉ vô là đã hơn 100 ngàn rồi. Sale cho cả nhà nha, bảng màu của nó nè. Nha, bao hàng xịn luôn nè. Em coi giá in ở trên bao bì là giá bao nhiêu tiền đây. Đọc cho mấy chị nha, chứ đâu có nói dở. Nè thấy không? 120 rồi. Sỉ 120 đây là cả nhà ra ngoài mua là 160, 150, 160. Đó, con nào cũng 120 nè mọi người thấy không? Cái nào cũng bấm giá 120 hết á. Bấm giá 120 cho mình hết để em coi có màu gì. 120 nha, có màu hồng nè, màu kem, màu nu. Hồng kem nu. Sorry, hồng trắng nu. Hồng trắng nu, hồng trắng nu. Ôi áo này em còn cái xanh nha cả nhà. Áo 39 ngàn còn cái màu xanh nè. Vải đẹp quá, mướt gì đâu mà mướt. Xanh em còn cái nha, chị nào lấy xanh chốt mã xanh đi free size. Em còn một cái xanh, chị nào lấy xanh chốt xanh. Chị nào lấy xanh chốt mã xanh giúp em. Rồi, nè cả nhà coi này, em còn một con nâu nè. Hoan hỷ con này 49 ngàn luôn cho sung sướng nha. Hoan hỷ con này 49 ngàn cho đã luôn ha mấy chị ha. Cái quần của em đâu rồi? Mặc thả, mặc đóng thùng hay gì đó đều được. Form rộng nha, con này rộng á, free size á. Đó, áo nâu nha, áo bánh bèo nè. Chị nào lấy nâu chốt nâu nha, để con này cho cả nhà 49 ngàn.
49.000. Em còn có một cái cuối cùng, tay dài bồng. Tay dài bồng cho dâu hàng Quảng Châu vải đẹp nha. Hàng Quảng Châu vải đẹp cho dâu nha, mướt lắm. Chị nào lấy comment đi dâu con này là mã nâu đi. Em còn có cái cuối cùng này. Nè. Cổ của nó là như vậy nè. Cổ phía sau đây là cổ phía trước nha. Dâu còn một cái. Chị nào lấy nâu chốt nâu nha. Chị nào lấy nâu chốt mã nâu đi. Em sale 49.000. Em sale 49.000. Chị nào lấy thì comment giùm em. Xanh. Dạ vừa chị ơi, vừa nha. Vừa nhưng mà hết rồi. Chị Bằng Lăng ơi, vừa nha. Áo kiểu là chị vừa hết trơn à. Xanh cho chị Huỳnh Kim nè, sale 39.000 nè. Nè em đọc 45 là áo thun đúng không? Áo thun mà chị lấy màu gì á chị Sammy? Áo thun 3 màu chị lấy màu gì á chị? Thấy sale mạnh tay không cả nhà? Áo thun chị lấy màu gì á chị ơi? 45.000 chị lấy màu gì á chị? Màu xanh chốt đơn cho em nha chị. Ok gái. À, hẹn em mốt nha. Tại vì mai dâu đi cả ngày, tối mới về, khuya mới về. Không biết mai kịp bán không, tại vì thường thường về 8-9 giờ tối mới về tới cái hẹn mọi người mốt nha. Hẹn mấy chị mốt nha. Rồi sọc nè, em còn hai cái sọc nè. Hoan Hỷ 49.000, hàng đẹp nha. Cưng lắm, cưng lắm. Áo kiểu Quảng Châu free size. Đây. Dễ thương chưa? Rồi mã sọc cho em nha, em sale 49.000. Áo kiểu Quảng Châu sale 49.000. Chị nào lấy sọc chốt mã sọc. Chị nào lấy sọc chốt mã sọc giùm em nha. Còn vài cái nè. Sọc cho chị Quy Nguyễn nè. Sale 49.000. Chị nào lấy sọc chốt nha em còn. Em còn sọc nha cả nhà. Em còn sọc. Em còn sọc. Chị nào lấy sọc chốt mã sọc giúp em. Sọc nha, sọc 49.000. Chị nào lấy sọc chốt mã sọc. Sọc sọc 49 cho em cái mọi người ơi. Đây. Lên cho mọi người coi con này là mã nâu, mã này dễ thương này chị Huỳnh Kim. Hàng xịn mà, hàng tay bồng nè, thấy không? Vải Quảng Châu yên tâm là đẹp nha. Em sale con này 65.000 chứ dâu con này là mã nâu. Hàng này ra ngoài mua là trăm mấy á, sale 65.000 nha. Chị nào lấy comment đi dâu con này là mã nâu đi free size. Free size nè, mã nâu cổ lá sen nha, cổ bèo nè. Hàng Quảng Châu đẹp nha cả nhà. Rồi em sale 65.000. Chị nào lấy nu chốt nu con này, còn có cái cuối cùng à. Sale 65 nha. Chị nào lấy nè, comment cho dâu con này là mã nu. Mã nu em sale 65.000 mấy chị ơi. Rêu tiểu thư như nãy. Dạ đúng rồi, rêu tiểu thư lúc nãy là của chị á. Rêu tiểu thư lúc nãy là của chị nha. Em lên cho mọi người một mã xuất sắc tay dài. Mã này hàng hơi bị xịn luôn nha bé Kim Anh nè. Em Hoan Hỷ cho cả nhà 59.000 nè. Dạ cho nên cam kết chị nào bán hàng là lấy 120, giỏi lắm thì lấy khoảng cỡ 101, chứ còn lấy xịn 105.000. Khi nào mọi người lấy cả 100 cái 200 cái thì may ra mới có giá 105 hoặc 100, còn lại là không có giá mấy chục. Đây nè, con này nó chưa cài cúc à. Để kiếm con nào cài cúc rồi cho nó dễ. Toàn chưa cài cúc không à. Hàng đẹp cho dâu nha, kaki mịn cực kỳ. Bao hàng loại cao cấp loại xịn nha. Bao hàng cao cấp loại xịn cho dâu nha. Hoan Hỷ 59.000 mấy chị ơi. 59.000 giùm em nha. Hồng kem trắng 3 màu. Kaki mềm hàng Quảng Châu, hàng xịn cho em nha mấy chị. Hàng xịn cho dâu nha. Mấy cái form này người lớn hay trẻ con đều mặc được á. Mấy bé mà nó học cấp 2, cấp 3 là mặc hết à. Chị nào lấy màu nào chốt giúp em nè. 59.000.
Hàng xịn nha, cam đoan hàng xịn. Mấy chị ra ngoài mua 150 là khó. Thiệt, thiệt sự luôn, hàng còn đủ 3 màu. Chị nào ghiền cái mấy cái kiểu vintage cho trẻ trẻ như vậy nè, với lại cái chiếc vải này nè. Ra ngoài vô là mua trăm mấy không mấy chứ bộ. Nha, 59.000. 59.000 màu trắng cho Bella. Đây 59.000 nha. Free size gái áo kiểu là chị dâu bao em mặc vừa. Áo kiểu là bao em vừa, mặc tay dài cũng được mà mọi người xăng tay lên cũng được nè. Em cài cúc một màu thôi nha. Em cài cúc một màu thôi nha cả nhà. Hàng xịn, mấy áo này chị mặc vừa này chị bằng lăng che bụng luôn á. Áo Quảng Châu hàng xịn luôn nè. Đó, đơn giản, dâu nói 59.000 nhận áo là ưng. Nhận áo là ưng nha, bao chất đẹp luôn nè. Bao chất đẹp 59.000. Em có màu nha, nu hồng trắng mấy chị ơi. Nu hồng trắng cho em, chị nào lấy màu nào thì chốt giúp em cái. Nu hồng trắng nha mấy chị đẹp. Nu hồng trắng, nu hồng trắng, chị nào lấy màu nào comment giùm em. Nu hồng trắng. Màu nào cũng đẹp hết. Ở áo kiểu đi chơi đi làm công sở vừa. Thảo ơi Thảo vừa đẹp lắm, Thảo lấy đi vừa nha, bà không vừa tôi trời ơi, bà không bà mà mặc không vừa chắc hả, bà mua cái gì tôi tặng bà cái đó. Áo Quảng Châu free size vải mịn đẹp luôn nha, yên tâm, yên tâm là Thảo vừa nha, đơn giản thanh lịch dễ mặc đẹp nữa. Ba màu nha, hồng trắng nu, chị nào lấy màu nào chốt giùm em cái cả nhà. Rồi em cho cả nhà coi lại nha. Nu nha, dạ ok chị nha Nu. Nu nha, nặng tay lắm, cầm áo nặng tay xịn lắm. Em còn hồng nè, trắng nè, hồng nè, hồng trắng hồng vậy là hết nu. Còn hồng với trắng, à còn nu nè. Hồng trắng nu nha, còn đủ 3 màu mấy chị ơi. Em còn đủ 3 màu nha, hồng trắng nu. Đây. Mặc thả mặc đóng thùng gì đều được nha, tại vì con này nó form dài vừa. Mình mặc thả mặc đóng thùng đều được, cam đoan hàng xịn, vải kaki mềm mịn, hàng xịn cho dâu nha. Mày chị vô shop mua thường thường áo mày áo trắng rồi đó, cái vải này là toàn mua trăm mấy nè. Nha, cam đoan hàng xịn nha, mặc tay dài hay là mọi người mặc xăng tay đều được nè. Mặc tay dài hay là mặc tay lỡ xăng tay lên đều được ha. Rồi giao bạn con này, sale con này 59.000. Chị nào lấy màu nào chốt giúp em cái. Đây 59.000 nha. Bạn hết về Nghệ An chơi em dạ. Chắc vậy anh ơi. Bao nhiêu ký vừa Phan Lệ Thủy ơi? Phan Lệ Thủy ơi free size nha. Free size cũng cỡ cao thì cỡ 62 63 cân, 65 cân, còn bình thường thì khoảng cỡ lùng lùng thì khoảng cỡ 60 cân quay đầu thôi. Nếu mà cao thì 65 cân nha, còn bình thường tầm 60 cân quay đầu á người ơi. Áo này không ai mặc ôm đâu, áo này người ta mặc rộng rộng nha, tại vì vải này nó không co giãn, với lại cái chất vải kaki này thì không ai mặc ôm hết. Người ta phải mặc rộng rộng mới đẹp nha. Nó mấy kiểu đơn giản á. Sale 59 ngàn, chị nào lấy màu nào comment cho em cái, con này mã sọc nè. Sọc dễ thương không? Em còn có một cái sale 39 ngàn nha, chị nào nhanh tay được nè. Ok cái quần của quần đâu rồi, thấy cái quần đâu rồi, đây một em áo sọc, con này hôm bữa vô mặc like rồi nè, hết rồi, hết sọc rồi, còn có một cái đây sale 39.000 vô con này mã sọc nha, SM sọc này thì S với M thôi, áo Quảng Châu hết đó cả nhà. Đó, có cái nơ điệu điệu ngay cổ này xinh xẻo nè nha, sale 39.000 sọc con này S với M mặc thôi nha mấy chế. Sọc này S với M mặc thôi nha, chị nào lấy sọc comment mã sọc giúp em. Sọc 39.000. Sọc 39 áo yếm.
con này là áo. Hôm bữa chị nào chốt con màu này em tưởng hết, bây giờ con lòi ra một cái nè. Tưởng hết, bây giờ con phát một cái. Con này dễ thương lắm Sammy. Con này vô mặt like rồi á. Nhiều ghê luôn á, con này chắc phải 50 cái. Em còn có hai con nâu với một con kem nè. Vải đẹp nha, hàng áo kiểu Quảng Châu là một chất vải này thì mẹ chị yên tâm rồi, mịn mát cho dâu nha. Yên tâm về cái chất vải này nha, mịn mát đẹp cho dâu nè. Cái tay của nó cưng không? Cái tay của nó nha, rồi dâu hoan hỷ con này cho cả nhà 55 ngàn thôi. Em có màu, con này là nâu lợt, kem lợt, con này là kem đậm nha. Nâu lợt, nâu đậm đi cho dễ, nâu lợt, nâu đậm. Vải mướt cực kỳ luôn cả nhà ơi, free size cho dâu nha, 40 cân đổ lên, 65 cân đổ về. Dâu 42 cân dâu mặc like rồi. Còn có một cái màu kem và hai cái màu màu da đậm thôi. Nha, một cái màu kem với hai cái màu da. Dễ thương lắm, em bán 55.000 vải mướt ghê luôn á. Vải mịn mượt xịn sò cho dâu nha cả nhà. Con này nó là form A, áo kiểu form A. Form A, form A, chị nào lấy thì chốt giúp em nha. 55 kem hoặc là 55 da đi mọi người. 55 kem hoặc là 55 da nha. Nó là cổ sơ mi có dây buộc nơ. Gì mà chị cột lại cho em cột đại á. 55 tay nó là tay bèo bèo. Đây. Chị nào lấy màu nào chốt cho dâu nha. Dâu còn mấy cái à sale. Sale 55 ngàn, chị nào lấy thì comment cho dâu. Có hai màu đây nè, màu này nó là như vậy nè. Đó, con kia là màu kem, còn con này là màu nu ha. Kem với nu ha, chị nào lấy màu nào chốt cho em đi, em sale 55.000. Cái quần chị cầm là nhiêu ký vừa, cái quần dâu cầm hết size rồi, còn sẽ ít à. Dứt hai màu đi chị, thiệt mà hàng đẹp lắm, yên tâm. Bao xịn luôn, con này mặc động thùng hay thả đều đẹp. Nè, có cài thêm cái nơ vô nè, đây là màu đậm nè chị, màu đậm đây. Hai màu đây, hai màu khác nhau, hai màu khác nhau nha. Chị lấy màu lợt hay màu đậm comment lại giùm em nha. Lấy lợt hay đậm chốt lại giúp em. Áo lông nè, áo len lông, rồi áo khoác các kỳ thứ nè. Em có cái set ngọc này 35 ngàn nha, chị nào lấy thì comment cho dâu đi mọi người. Set ngọc này là nó 13 món. Một set ngọc em cầm trên tay là nó 13 món nha. Đủ các kiểu hết á, đủ các kiểu cài á. To, nhỏ, pha lê, cài vest, cài đầm, cài áo lẻ, áo khoác gì đều có. Cài lưng quần, áo thun gì cũng có hết trơn á. Một set vậy là 13 cái nha, rồi sale 35 ngàn. Chị nào lấy nha, 3 set 100 ngàn. Chị nào lấy thì 35 ngàn một set nha. 35 ngàn một set 13 cái nè. Đủ các kiểu á, 13 cái là 13 kiểu nha. 35 ngàn, chị nào lấy set ngọc, chốt set ngọc giúp em. Chốt set ngọc nha. Phan Lệ Thủy ơi, khách mới lên số điện thoại địa chỉ giùm dâu. Khách mới lên số điện thoại địa chỉ giùm dâu nha. Màu nào cũng dễ thương hết. À, mai chị ghé lấy ok. Em chốt qua chị rồi. Lông này vô cả 3 màu nè. Lông vô hết mẫu rồi, còn có một mẫu thôi. Ê, quần thể thao vô mặt là sale 65 ngàn. Hàng đẹp nha cả nhà, free size luôn á. Nha, 70kg con vừa mà. Vô 42kg nha. Rách miệng làm kiểu thôi à. Đâu rồi, đây nè. Rách miệng làm kiểu thôi nha. Quần ống suông, quần thể thao ống suông màu đỏ đô, vải hai da xịn. Nặng tay mịn xịn cho dâu nha. Quần này chắc bạn tầm 250 á, 160, 180 đổ lên á. Em sale 65 ngàn nha, chị nào lấy thì chốt nè. Áo lông dâu có một mẫu này thôi mà còn có 4 cái à, 4, 5 cái thôi. 4 cái hay 5 cái gì thôi à. Dâu bạn 159 nha, mức hàng loại 1.
chuẩn hàng loại một hàng thêu nè. Này nhìn hàng cúc là biết xịn rồi mấy chị ha. Rồi em có màu trắng, màu xanh với lại màu hồng. Trắng xanh hồng ba màu nha, sale 159. Hàng cao cấp cho dâu nha, áo 159. Em cũng đang sale khoác, chị nào muốn coi khoác thì nói dâu lên mẫu. Khoác hãng, khoác chống tiêu UV, chống chống lạnh nè, chống gió nè, chống nắng, chống tiêu UV luôn á. Còn vài cái thôi, chị nào lấy khoác chốt khoác cho mình ha. À, chị nào lấy khoác comment khoác đi, em lên cho mọi người coi mẫu. Rồi tiếp mấy chị ơi. Lên khoác luôn hả? Hàng này là hàng Hồng Kông, hàng này là hàng Hồng Kông, cái chất vải của nó không biết nói sao, đại loại là mọi người mua like không có đâu, cực kỳ hiếm, hầu như sẽ không thấy, đi ra shop với ra chợ thì lại càng hiếm nữa. Ok chưa, em còn có hai ba cái màu bơ nha, hàng nón màu bơ nha, em để 175 ngàn nè, mọi người coi hàng hãng nè, hàng Hồng Kông xịn cho dâu nha, cái chất vải của nó xịn gấp mấy lần vải cô tông hàng hai da rồi đi. Ở trong đây nó lót một lớp như là dạng nhung nhung nỉ nỉ gì đó, nhưng mà mịn lắm, siêu mịn luôn nha mấy chị coi nè. Đó, đường may kỹ càng, hàng hãng đây, trong có túi, ngoài có túi luôn, có bốn túi nha, trong hai túi bự nè. Con này, riêng con này vải của nó chống được tia UV, mà mấy chị cứ mặc sức kem body đi nắng, khoác áo này vô là đi thoải mái luôn. Còn những loại khác khoác khác thì nó chỉ cản được một phần nào đó thôi, còn lại thì tia UV nó vẫn xuyên qua, còn riêng cái chất vải này là nó chống tia UV cho mình. Ok nha, nha cả nhà nha, em còn có vài cái à, 175 ngàn hàng cao cấp, giặt thoải mái, mặc thoải mái, không có sợ đụng hàng, mua khó lắm mấy chị ơi, mọi người đi ra ngoài chợ ngoài shop hầu như là sẽ không thấy đâu. Quần chị dâu mặc một màu duy nhất màu đỏ nha, hàng đẹp lắm gái, hàng xịn lắm, sale 65 ngàn nha. Chị Huỳnh Kim ơi, dạ bạn 175 nha, 175 175. Em có màu xám với lại màu bơ. Rồi có những hàng khác nữa. Quan trọng là mọi người muốn mặc hàng dày dặn chống nắng hay là hàng như nào. Lấy em một quần ok. Áo lông trắng bao nhiêu ký vừa Sara Ngôi, áo lông trắng là free size nha. Hàng lông thì nó free size tại vì lông loại 1 nên là nó rất là mịn nha, mọi người yên tâm nha, lông mịn, siêu mịn, áo này nó co giãn mà. Hàng này nó co giãn mà S, M, L đều mặc được nha, nè co giãn nhiều áo len á. Nha, nó co giãn nhiều và chữ đây là nó thêu nha, dâu cỏ trắng đen hồng rồi 159. Hàng này free size ai mặc cũng được. Dày dặn mịn mượt co giãn. Chị nào lấy lông chốt mã lông giúp em nha. Lông lông. Áo có mấy màu, áo còn có một màu à, màu xám mày size nhỏ em không vừa đâu. Áo còn có màu bơ à, màu ở ngoài màu rêu rêu bơ bơ không có nổi bằng lai đâu. Ở ngoài màu đẹp mà màu bơ bơ rêu rêu á. Rồi áo vàng này 39 ngàn còn cái nè, áo kiểu. Free size nha, chị nào cũng mặc vừa. Đây áo kiểu vàng vải mịn đẹp nè. Đó vải mịn đẹp cho dâu nha, rồi bán 39 ngàn còn có một cái áo kiểu Quảng Châu. Em còn một cái free size hết nha một cả nhà ơi. Free size nha, rồi sale 39 ngàn còn một cái, chị nào lấy vàng chốt mã vàng. Ai lấy vàng chốt mã vàng giúp em. Lên cho mấy chị mã này nha. Đây em cho cả nhà coi mẫu của nó nãy á, chị bằng lăng hả? Bằng lăng nãy hụt con màu kem, lấy con màu này nè. Hàng Quảng Châu nha, em cho mấy chị coi màu nè. Đó, sỉ 95 ngàn nè. Em có màu đen với lại màu xám. Con này không phải là sát nách đâu mà dạng tăm tớp, nó mặc nó có tay. Hàng Quảng Châu mọi người coi kỹ nha. Hàng Quảng Châu xịn cho dâu nha, Hoan Hỷ 49 ngàn.
Hoan hỷ 49.000, em có màu đen với màu xám. Màu đen với màu xám cho dâu nha cả nhà ơi. Màu xám đẹp ha. Nè, nó có dạng tay con ra, mấy chị mặc thả mặc đóng thùng đều đẹp mà. 49.000. Sale 49.000 hàng Quảng Châu sẵn cho em ha. Em sale 49.000, chị nào lấy màu nào chốt giúp dâu đi, đen hoặc xám. Lông trắng sarango, ok. Lên địa chỉ giúp dâu nha người ơi. Lông trắng còn có một cái là hết nè. Em còn một cái hồng, mà hồng cũng còn có một cái, xanh thì còn hai cái. Hồng còn một cái. Đen xám nha, 49.000, chị nào lấy thì chốt giùm em. Lên địa chỉ giúp dâu nha. Chuẩn hàng loại 1, chuẩn hàng xịn loại 1 ha. Rồi sale 159, dâu còn màu hồng với lại màu màu xanh, chị nào lấy màu nào chốt giùm em cái. Xanh với hồng. Mấy con này là hàng này, cho mọi người coi lại mẫu này. Con này là nó có tay dạng như vậy nè. Có tay con ra. 49.000 hàng xịn cho dâu nha, mặc quần thể thao, quần jean, chân váy, quần sọt mọi người đều phối được hết nè. 49.000 hàng xịn đẹp cho dâu nha. Đây. Này là dâu phối tượng trưng thôi, hàng hãng luôn á. Mấy chế nha. Nè. Bao bì tem mạc của nó hàng nội địa nè mấy chế coi nè. Nha, hàng nội địa trung cho dâu nha. Rồi, chị nào lấy màu nào chốt giúp em đi. 49k hai màu, ok Hạnh Lương. Hàng xịn à. Quần ê, có quần đùi, quần ngố nè. Quần jean, quần tây, áo thun, áo kiểu. Birmingham. Tay dài em còn cái thôi, 49.000 đi, chị nào lấy cho dâu con này là mã nâu đi, nâu tay dài, còn có một cái tay dài à. Hàng co giãn đẹp nha. Hàng co giãn đẹp cho dâu cổ vuông này, còn có một cái sale luôn à. 49.000 đi. Chị nào lấy thì chốt giúp em nha. Bốn chín ngàn, chị nào lấy comment đi dâu mã nâu, nâu tay dài. Chị Sarango. Em có một con sọc xanh nè. Con này em có sọc xanh với sọc đen nha mọi người. Em có con sọc xanh nè. 49.000 nha, chị nào lấy sọc xanh chốt sọc xanh. Đây, xinh chưa? Rồi dâu còn một con sọc xanh nha, chị nào lấy sọc xanh chốt mã sọc xanh cho em. Áo kiểu Quảng Châu ha cả nhà. Em còn cái sọc màu xanh navy nè, dâu sale 49.000. Xanh nè. Rồi có màu đen nữa, sọc đen nữa. Chị nào lấy sọc màu nào comment sọc kèm màu. Đây là màu đen. Sọc xanh 49, sọc đen 49. Đây sọc đen đây. Sọc đen chị nào lấy sọc màu nào chốt sọc kèm màu giúp em. Sọc đen 49, sọc xanh 49. Áo lụa nè. Con này vải tơ đẹp nè. Này sót á. Này sót đó, chị nào hỏi dâu dâu kêu hết rồi, xanh này ok. Chị nào hỏi dâu dâu kêu hết rồi, này là bị sót nè. Trời ơi, hoan hỷ 49.000 luôn á cả nhà ơi. Tơ xịn sò nha, chứ dâu con này là mã vàng nè. Áo kiểu nè, đi chơi đi công sở nè, mã vàng nha. Đẹp nè bé, chi huỳnh kim còn có cái nhà. Con này nó mấy màu lận. Mấy màu lận hết rồi. Sale 49.000 nha, chị nào lấy vàng chút vàng.
hết vàng rồi. Vô hết vàng, vô còn có một cái áo thun đẹp nè. Em còn nhiều áo thun. Cam, áo thun cam còn có một cái nè, sale 29.000. Áo thun cam nha, áo thun cam cổ tim. Thun cam cổ tim còn một cái nha, sale 29 nè. Chị nào lấy cam chốt cam cho dâu. Thun cam cổ tim nha, còn một cái sale 29.000. Chị nào lấy cam comment cam giúp em nha. Một cái duy nhất, chị nào lấy cam chốt cam. Cam da sao mày vô cỏ chân bảy này đẹp ghê luôn á. Kim Anh còn coi like không? Ủa chân bảy này sang lắm luôn cả nhà. Con này nó tầm size M là dâu để vô mặt rồi nó size L. Chân bảy sang lắm, vải lụa xịn cực kỳ, em để 75 ngàn nha. Dài qua gối. Không biết gọi là lụa gì nữa, nói chung là chân bảy đỉnh lắm, chân bảy sang lắm luôn á mấy chị. Chân bảy họa tiết lên siêu sang. Size L nha. Chân bảy họa tiết lên cực sang luôn, size L. Chị nào lấy thì comment cho em. Chốt mã chân bảy giúp em. Em còn màu bơ à. Con này vô còn màu bơ áo Quảng Châu nè. Vải mịn xịn đẹp cho dâu nè. Nha, mã bơ nha. Rồi, chị nào lấy bơ chốt bơ giúp em nha cả nhà. À, mã này để cho cả nhà 45 ngàn nha. Hàng xịn mà sale rẻ luôn, sale lỗ luôn á. Nè, 45 ngàn chắc còn có một cái à. Hết rồi. Chị nào lấy bơ chốt bơ nha. Rồi còn hai cái bơ. Nặng tay xịn cho dâu sale 45 ngàn đi. Còn hai cái sale rẻ luôn á cả nhà ơi. Xeo lỗ luôn á, 45.000, chị nào lấy bơ chốt bơ. Với lại một cái màu đỏ. Đó, một con bơ với hai con bơ với một con đỏ là hết nè. Hàng túi zip như vậy nha. Hàng túi zip cho em nha, rồi một con bơ với hai con. Ủa sorry, 39.000. Xeo 39.000, chị nào lấy màu nào chốt giúp em đi, đỏ hoặc bơ. Bơ bơ bơ. Rồi còn con đỏ dứt luôn đi chế. Bơ cho Phan Lệ Thủy nè. Rồi áo 40.000 rẻ luôn. Không ai mà bạn áo này 5-60 ngàn, cũng không ai bạn luôn á, cam đoan bậy chệ luôn. Không ai bạn áo này mà 5-60 ngàn nổi luôn, lấy xỉ đã hơn rồi. Bơ nha. Rồi em còn một đỏ nha, chị nào lấy đỏ chốt mã đỏ. 39, dạ đúng rồi chị ơi, 39 ngàn. Em còn một con đỏ nha, chị nào lấy đỏ comment mã đỏ giúp dâu đi. Còn một con màu đỏ nè, con này còn con màu hồng nè. Hồng nha, 39.000, chị nào lấy hồng chốt mã hồng giùm em. Hồng hồng 39.000, cùng một chất cùng một form như vậy luôn á nha cả nhà nha, đựng ở trong túi zip như vậy nè. Chị nào lấy hồng chốt mã hồng nha, em để 39.000. Chị nào lấy hồng comment hồng. Hồng 39. Đỏ cho Sammy. Hết đỏ rồi Thủy ơi. Lấy đỏ mã khác nha. Đỏ này sale 39.000 xịn luôn nè. Con này nhận hàng chỉ có ưng thôi, nói thiệt. 39.000, dày dặn mịn mượt, hàng Quảng Châu hết nha. Đỏ 39.000 mấy áo này dễ mặc lắm, form unisex nam nữ mặc được. Nha, rồi đỏ này cho dâu con này là một đi, mã một đi. Em để 39.000 nha, còn mấy cái màu đỏ nè. Cho dâu con này là mã một nha, đỏ kia chị dâu hết rồi. Mã một nha, chị nào lấy một comment đi dâu mã một. Đỏ kia hết rồi Kim Loan ơi, sale 39.000 cho dâu mã một nha. Lấy mã một đi, vải đẹp lắm, lấy mã một cho dâu nha. Đỏ mã kia hết rồi, mọi người chốt con này là mã một đi. Bao vải đẹp luôn.
Nè, đường may là nó viền vải hết cho mình luôn rồi. Chị nào lấy cho dâu con này là mã 1 nha, em để 39 ngàn. Mã 1 39 ngàn. Mã 1 39 ngàn. Đây. Rồi. Cho con cam này 39 ngàn. Xỉu xỉu. Em còn hai cái hàng xịn cho dâu nha mấy chị ơi. Hàng xịn cho em free size vải mát nè. Mấy áo này còn có một mẫu này là dạng như có tay con nhẹ nhẹ nè, Hạnh Lương, còn có một mẫu này thôi, hết mẫu rồi. Xe 39 ngàn hàng xịn vải đẹp luôn nè. Đường may của nó là viền hết nha, nó không phải vắt sổ đâu mà nó viền vải lên cho mình luôn. Nó mịn nó xịn nữa. Đó, về mọi người phối lại nha, em ướm sơ sơ thôi. Hàng Quảng Châu xịn nha, chứ dâu con này là mã cam đi 39 ngàn. Cam 39 ngàn, chị nào lấy cam chốt cam. Cam 39, chị nào lấy cam chốt cam. Rồi còn hai con màu đen. Còn hai con màu đen nha, 39 ngàn, chị nào lấy đen chốt đen. Ai lấy đen chốt mã đen giúp em. 39 ngàn thôi mấy chị ơi. Xinh xịn, 39 ngàn quá rẻ luôn. Dễ phối đồ, dễ mặc đồ nha, phối kiểu gì cũng được nữa. Chị nào lấy đen chốt đen nha, còn hai cái cuối nè. Ai nhanh tay thì có nè. Đen đen đen. Đen cho Lệ Thủy một cái, dâu còn một cái nha. Còn một cái đen, chị nào lấy đen chốt mã đen cho em. Đen cho Kim Loan. Để Kim Loan này áo áo dạng như này chắc cũng mấy cái rồi á. Áo này bà cũng dứt mấy cái rồi. Em có con màu này là dạng màu hồng đất, vải đẹp nha mấy chị ơi, rồi sale 39 ngàn luôn. Nó mướt như vậy mà đường may nó may vải hết cả nhà nhìn nè. Đường may nó may vải đẹp như vậy luôn á, 39 ngàn cho dâu con này là mã hồng đi. Nè vải đã chưa, mát lắm. Vải mát rồi à, em sale 39 ngàn, chị nào lấy hồng chốt mã hồng nha. Free size, free size cả nhà ơi, lấy hồng chốt mã hồng cho dâu. Vải mát lắm luôn á. Mấy chị ha, em còn hai cái sale 39 ngàn. Chị nào lấy hồng chốt mã hồng. Chị nào mới vô chưa thấy mã này em dơ lại nha. Con này đẹp gấp mấy lần thun lạnh. Nhà lấy sỉ là 95 ngàn á. Em sale 29 ngàn. 29 ngàn form rộng thoải mái nha. Mặc ở nhà, mặc ngủ, mặc đi chơi cũng được mà. Sitin form rộng rãi thoải mái, dấu quần chất nó siêu mát luôn. Nó mát, nó đẹp hơn thun lạnh nhiều mà cả nhà. Nó mát hơn cả thun lạnh, đẹp hơn cả thun lạnh nha. Rồi cho dâu con này là mã sọc đi. Mã sọc nha, còn hai cái sale 29 ngàn. Mã sọc em còn hai cái sale 29 ngàn. Chị nào lấy sọc chốt mã sọc giúp em. À, túi zip hết á. Hàng đựng trong túi zip hết. Chị nào lấy sọc comment mã sọc. Sọc 29 ngàn. Rồi áo phun phong rộng chắc hết rồi á. Rồi có mẫu phong ôm. Vô có cái mã này. Màu cổ vịt 49 ngàn. Hàng xịn nha, hàng bao xịn nha. Em like xong con này em nghỉ mấy chị ơi. Sáng mai đi công việc sớm á. Giờ người đuổi đuổi rồi, like tới đây là người đừ rồi. Chị nào lấy cho dâu con này là mã cổ vịt cho em nha. Vải mát ghê luôn á. Nặng tay, mịn mượt, màu đẹp nữa. Chị nào lấy cổ vịt cho dâu con này là mã cổ vịt nha. Mã xanh đi, mã xanh cổ vịt cho dâu nha. 49 ngàn. Hàng xịn nha cả nhà, dày dặn mềm mịn mát nha. Đó, nó may cái này nó che hết đường vắt sổ à, nhìn áo nó xịn sò hơn. Mà áo này nó xịn lắm mấy chị nha. Vải mềm mịn mượt luôn cho dâu nè. Dày nặng tay. Chị nào lấy cho dâu con này là mã xanh nha, xanh cổ vịt cho em. Sale 49 ngàn. Chị nào lấy xanh chốt mã xanh. Xanh cho dâu. Cổ vịt cho Lệ Thủy nè.
Chị nào muốn hỏi em gì nữa thì mọi người hỏi nha. Cả nhà ơi. Chị dâu em coi lại chân váy hoa. Chân váy hoa. Con đó là hàng, nói chung là em rờ vải, em cầm cái chân váy này 75.000, thiệt sự rẻ luôn á, người ta bán 200 mấy cũng có nữa đó. Mà nếu mà mọi người phải mua trên 100.000 thì thấy nó xứng đáng. Còn con này em bán có 75.000, bao xịn. Siêu xịn sò luôn, màu ngoài đẹp lắm. Nó tông xanh xanh xám xám, nói chung là màu rất là sang. Cái kiểu hoa văn này nhìn hoàng gia, nhìn sang lắm. Con này tại vì nó là size L, eo nó tầm 7 mấy, con này size M là do để vô bóp vô mặt rồi. Con này mặc đơn giản với mấy cái áo sang sang á, cả nhà áo thun, áo len hoặc là áo sơ mi sang sang á. Nhìn không, nói chung là không tin cả chân váy 75 ngàn, mấy chị nhận hàng cũng vậy à. Nha, xịn sò nè, size L. Chị nào lấy thì comment cho dâu nha, size L. Size L cho dâu nha. Em lấy ok. À, vô cỡ hàng Huyền Phi á bé. Kem tẩy lông hàng Huyền Phi đình đám nha. Kem tẩy lông hàng Huyền Phi đình đám vô bán 165.000. Chính hãng thì hình như là gần 300 hay là hơn 300 gì á. Vô bán 165 nha. Từ đó giờ cứ khách xài hết rồi lại kiếm vô mua Huyền Phi nữa à. Không muốn xài qua hàng khác. Cái kem đó nó làm cho mình khi lông mọc lại thì nó sẽ, cái thời gian mọc nó sẽ chậm, với lại khi mọc thì nó sẽ không có tình trạng ngứa, rồi không còn tình trạng viêm lỗ chân lông, với lại là nó mịn hơn, trắng mịn, với lại là cái sợi lông thì nó không còn đen còn cứng nữa, mà nó sẽ màu nó lợt hơn và nó mềm đi nha. Mình triệt lông tay, lông chân, lông bikini, lông nách rồi mọi người, trừ lông mày với lông mi ra, còn lông nào cũng triệt được hết nha. Tẩy tất cả các loại lông không, thơm mùi dễ chịu mà, hàng Huyền Phi đâu có hôi đâu. Nó là một chai kem mình sức lên cái vùng cần triệt, xong là cỡ khoảng 50 phút 15 phút gì đó, rồi mình lấy khăn mình lau đi, rồi mình sẽ có một cái chai serum. Có một cái chai serum cho mình sức lên cái vùng mình mới triệt. Ôi em còn lộn xộn lẻ lẻ hàng gia dụng nữa kìa. Nồi chiên không dầu đồ vậy đó. Bữa giờ không sờ tới để like luôn. Bận quá không có thời gian like tới những cái. Em mỗi lần em like đồ lẻ lẻ em xả em lười lắm luôn á. Đúng rồi, một bộ là có một chai kem và một chai serum nha em. Một bộ là có một chai kem và một chai serum. Ừ ok bé. Rồi bye bye mọi người, em nghỉ nha mấy chị ơi.